Vấn đáp chọn lọc. Vấn: Để đạt được khai ngộ, sự phục vụ bằng tình thương cho nhân loại có quan trọng bằng thiền định không? Hay sự phục vụ quan trọng hơn thiền định? Sư phụ: Cả hai phải đi song song với nhau. Chúng ta thiền vì muốn phục vụ tốt hơn. Chúng ta muốn sáng suốt hơn, để từ đó chúng ta sẽ làm việc hữu hiệu hơn và phục vụ người khác nhiều hơn. Nếu không thiền, đôi lúc chúng ta có ý tốt và rất muốn phục vụ, nhưng chúng ta không biết cách nào tốt nhất. Cho nên, thiền là yếu tố giúp ích cho chúng ta thật sự phục vụ một cách vô ngã. Vấn: Có thể vĩnh viễn sống một đời hoàn toàn không còn hoài nghi hay sợ sệt không? Nếu có, thì chúng ta phải làm gì hay không nên làm gì? Sư phụ: Sợ sệt và lo lắng chỉ đến từ sự đen tối, từ sự vô minh, từ sự sợ hãi những gì không biết. Một khi chúng ta hiểu được khía cạnh yên ổn của thiên nhiên, mặt thật của cuộc đời, sự sợ hãi và lo lắng sẽ tiêu tan. Chúng ta sợ hãi vì chúng ta nghĩ rằng sau cuộc đời này, chúng ta không còn gì cả. Chúng ta sợ hãi vì chỉ biết được đời sống vô thường của thế giới này. Nếu chúng ta biết sự sống là vĩnh cửu, trong vũ trụ chúng ta là những chúng sinh vĩ đại nhất, lúc đó chúng ta không sợ sệt gì hết. Cho nên, sư phụ mới hoan nghênh quý vị thọ tâm ấn để nhận biết được chính mình qua sự hành thiền Quán Âm. Vấn: Con rất thương vị thầy xưa của con và thường niệm danh hiệu của thầy. Nếu con tiếp tục làm như vậy, con có bị mất tình thương và sự gia trì của sư phụ không? Con thương cả hai vị, bởi nếu không có thầy con, ngày hôm nay con không thể ngồi ở đây nghe sư phụ thuyết pháp. Sư phụ không cạnh tranh với bất cứ người nào. Quý vị có thể thương thêm 10 vị thầy nữa cũng không sao nếu quý vị muốn. Chỉ cần quý vị khai ngộ, đó tức là phương thức tốt nhất để đền đáp ân huệ của thầy xưa, được không? Quý vị không cần tri ân sư phụ hay làm bất cứ việc gì. Không cần biết quý vị làm gì, sư phụ vẫn thương yêu quý vị như nhau. Có lẽ vì chính quý vị không thương yêu quý vị mà thôi. Bởi vì quý vị nghĩ rằng, tôi làm như thế này tệ quá, tôi làm như thế kia tệ quá. Chính quý vị tự cảm thấy không được thương yêu. Vấn: Phải ngồi thiền bao lâu mới đạt được khai ngộ? Sư phụ: Sự khai ngộ đến ngay lập tức khi quý vị ngồi với một vị minh sư. Nếu thành tâm khát vọng, khai ngộ đến liền, có lúc còn đến trước truyền tâm ấn nữa. Có khi sư phụ chưa giải thích xong phần hướng dẫn của tâm ấn đã có người khai ngộ rồi. Quý vị biết đó, có nhiều người rất hấp tấp, không có thời giờ để chờ đợi. Nhưng mỗi ngày phải ngồi thiền, bởi vì chúng ta phải duy trì trạng thái khai ngộ đó. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải bồi dưỡng thêm sự nhận thức khai ngộ của mình. Hơn nữa, chúng ta còn muốn tăng cường nó, mở rộng nó, cho đến vô tận. Nếu không, dù quý vị có ngồi 100 năm đi nữa, quý vị vẫn không sao đạt khai ngộ. Tọa thiền không đem lại sự khai ngộ. Lực lượng của minh sư mới đem lại sự khai ngộ. Bởi vì trong tiến trình tâm ấn, hay gọi là tọa thiền theo pháp môn của chúng ta, quý vị không phải thiền. Bởi vì thiền có nghĩa cố gắng, nhưng theo pháp môn của chúng ta thì quý vị không cần cố gắng gì cả. Có thể quý vị ngồi đó, có khi thậm chí còn ngủ gục, nhưng vẫn khai ngộ. Hay trong lúc ngủ cũng có thể khai ngộ. Bởi vì lực lượng của vị đại sư sẽ đánh thức quý vị, đánh thức linh hồn của quý vị. Lúc đầu óc đang say ngủ, thân thể đang nghỉ ngơi, để linh hồn đi đến những thế giới của ánh sáng và trí huệ. Cho nên, tọa thiền không phải là cách để khai ngộ. Nhưng vì ngôn ngữ thế giới thiếu từ ngữ thích hợp hơn, nên chúng ta tạm gọi là tọa thiền. Thật ra, quý vị chỉ ngồi ở đó và nhận ân điển của Thượng Đế, nhận thức được lực lượng vô thượng của mình. Điều này không có quan hệ gì với tọa thiền. Bất cứ một thứ gì gặt hái được, hay là kết quả của một hành động nào vẫn còn là sản phẩm của thế tục,
vẫn còn nằm trong khuôn khổ của vật chất. Cho nên, thiền theo pháp môn của chúng ta là thiền mà không phải thiền, không cần tốn hao sức lực gì cả. Vâng, điều gì đã khiến Ngài ngang hàng với những vị đại sư khác? Sư phụ, điều khiến quý vị bình đẳng với những vị đại sư khác cũng là điều khiến sư phụ ngang hàng họ. Mọi người chúng ta đều bình đẳng. Quý vị cũng có thể vĩ đại như Chúa Giêsu hay Đức Phật nếu quý vị muốn. Nếu quý vị muốn biết. Nếu quý vị biết sự vĩ đại của quý vị ở đâu. Sư phụ đã biết, cho nên sư phụ vĩ đại. Nếu quý vị không biết cũng không sao. Nếu quý vị muốn biết, quý vị cũng sẽ vĩ đại như bất cứ người nào. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Sito năm 1994. Dẫn, làm thế nào để phân biệt minh sư thật với minh sư giả? Sư phụ, điều này sư phụ không biết. Sư phụ chưa gặp minh sư nào giả hết. Sư phụ chỉ gặp minh sư thật thôi. Thật hay giả còn tùy nơi quý vị. Có nhiều cách để nhận biết một vị minh sư thật. Khi một người được gọi là minh sư, chỉ bám víu vào một phần của chân lý, quên những phần còn lại, rồi chỉ dạy đệ tử một phần đó của chân lý, thì chúng ta gọi đó là minh sư giả. Nhưng thật ra, gọi vậy không đúng lắm. Có lẽ đó là một loại minh sư nửa chừng, ngắn hạn. Minh sư ngắn hạn chứ không phải giả. Khi một vị thầy dạy quý vị toàn bộ chân lý có sẵn trong quý vị và đánh thức những gì sẵn có trong quý vị, thì người đó là minh sư thật. Bởi vì người ấy đánh thức được vị chân sư bên trong quý vị. Đó là minh sư thật. Chân tánh của quý vị là gì? Ông thầy thật sự ở trong quý vị là ai? Đó là Thượng Đế. Đó là Đức Thánh Linh ngự trong ngôi giáo đường của quý vị. Ngôi chùa của quý vị. Và khi Thượng Đế xuất hiện, chúng ta nghe được những giáo huấn của Ngài qua âm nhạc thiên đàng. Chúng ta có thể thấy Ngài qua hình ảnh, qua nhiều hào quang rực rỡ, có khi sáng như hàng ngàn mặt trời hợp lại. Đó chính là chân tánh của chúng ta khi được thức tỉnh. Cho nên, nếu bất cứ một vị thầy nào có thể đánh thức được trí huệ âm thanh và ánh sáng thiên đàng này ở trong quý vị, con người thật của quý vị, chủ nhân của quý vị, thì người đó là chân sư. Chỉ có minh sư mới biết được minh sư. Vâng, làm thế nào để bảo vệ cho chúng ta khỏi bạo lực của thiên nhiên và của con người? Sư phụ, chúng ta không cần phải bảo vệ cho mình. Chúng ta đâu có gì mà phải bảo vệ. Trước khi sinh ra, quý vị có gì? Sau khi chết, quý vị mang theo được gì? Có gì quý giá đến nỗi chúng ta phải bảo vệ? Bỏ hết đi, mặc kệ nó. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Nếu quý vị chết đi, thân xác bị hủy diệt, thì còn hàng ngàn, hàng tỷ thân xác khác. Đừng lo gì hết. Nếu quyền sở hữu là thuộc về quý vị, thì quý vị sẽ không sao bỏ được. Nếu cô gái đó là hôn thê của quý vị, thì không ai có thể lấy được. Nếu việc làm đó là của quý vị, thì không ai thay thế được. Đừng có lo, cứ yên tâm. Khai ngộ trước đã. Những sự lo sợ này làm đời sống hiện tại của chúng ta không được vui vẻ. Quý vị thấy đó. Cho nên những tội lỗi, xung đột, giả nhân nghĩa, tất cả đều phát xuất ra từ sự sợ hãi của cái ta, của ngã chấp. Nghĩ rằng ta có cái này, có cái kia, ta có danh tiếng, có thể diện, ta không thể mất mặt. Ta không thể làm như vậy vì ta ở địa vị này. Ta không thể la mắng người vì ta là minh sư. Ta cần phải duyên dáng mềm mỏng, nói chuyện nhẹ nhàng, vân vân. Hãy vứt bỏ hết đi và sống trong hiện tại. Những gì cần phải làm lúc đó thì cứ làm hết mình với lòng tin nơi Thượng Đế và kế hoạch an bài của vũ trụ. Vâng, khi một người trở thành minh sư thì có còn sợ hãi, còn nghi ngờ hay giận dữ không? Chúng ta gọi Chúa Giêsu là minh sư, nhưng theo Kinh Thánh thì
Đêm hôm trước khi bị đóng đinh, Ngài rất sợ hãi. Và trước khi chết, Chúa Giêsu đã khóc. Tại sao Thượng Đế lại bỏ rơi con? Xin Sư Phụ giải thích. Nếu Chúa Giêsu cũng sợ hãi và có lòng nghi ngờ, thì làm sao chúng con lại không có? Sư Phụ, đúng vậy. Có lẽ Ngài sợ và nghi ngờ, nhưng sự sợ hãi và nghi ngờ đó không sâu đậm như chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không sợ bị đóng đinh, thì sự hy sinh của Ngài không còn vĩ đại nữa. Ngài sợ, nhưng Ngài chấp nhận, trong khi chúng ta sợ và chúng ta bỏ chạy. Chúng ta đổ thừa cho kẻ khác, hoặc chúng ta chạy trốn. Chúng ta ráng đẩy cây thánh giá đó sang người khác. Khác nhau là ở chỗ đó. Chúng ta có sự lo sợ, có cảm xúc, nhưng chúng ta vẫn có thể rút nó lại bất cứ lúc nào, hoặc chúng ta dùng sự lo sợ hay cảm xúc đó vào chuyện lợi ích cho chúng sinh. Sau khi khai ngộ, tất cả những cảm giác, những tình cảm đó vẫn còn, bởi vì chúng ta được tạo ra như vậy để thông cảm với những anh chị em khác. Nếu quý vị không có cảm giác, không xúc động, thì làm sao có thể hiểu được con người, làm sao giúp họ được? Nhưng những cái sợ của Minh Sư thì khác. Cái sợ của Minh Sư đôi khi bị ảnh hưởng bởi cái sợ của đệ tử. Ngài lấy đi sự sợ hãi của đệ tử, để đệ tử không còn sợ nữa. Những vị Minh Sư đó sẽ chịu một phần nào cái sợ đó. Những nỗi sợ đó rất cạn, không sâu đậm, mà chỉ là ảo tưởng thôi. Minh Sư một bên có nỗi sợ, nhưng một bên hoàn toàn không có. Ngài biết rằng Ngài phải có sự sợ hãi, nhưng Ngài không sợ sự sợ hãi đó. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Washington năm 1994. Dấn: người tu Pháp Môn Quán Âm có thích hợp học khí công giúp người trị bệnh hay là chấp nhận sự điều trị của thầy khí công? Sư phụ, học khí công nếu chỉ là luyện tập thân thể, thí dụ như đánh quyền thái cực, thì không ảnh hưởng đến tu hành. Còn thứ khí công trị bệnh, lợi dụng ngoại linh xen vào để có công năng kỳ lạ, có thể điểm huyệt hay vận khí trị bệnh. Những cách trị bệnh này thuộc về thần thông của thân khẩu ý và sẽ cột chặt chúng ta trong tam giới, không được giải thoát. Thật ra, bất kỳ linh khí gì đều ở bên trong chúng ta, không cần hướng ngoại cầu. Người tu Pháp Môn Quán Âm là hướng về bên trong, tìm lại tiềm năng nguyên bản của mình, năng lực lớn, cứu mệnh tự nhiên nhất. Đến cứu vớt bệnh vô minh, đời đời kiếp kiếp luân hồi trong sinh lão bệnh tử của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta không cần dùng thần thông cứu những bệnh đau này hết mai lại còn. Đương nhiên, nếu như chúng ta chấp nhận thầy khí công để cho ngoại linh xen vào hút nghiệp chướng để chữa bệnh, ít nhiều đều bị bầu không khí ảnh hưởng. Người tu hành tốt sẽ càng lần càng mẫn cảm, bị sự ảnh hưởng càng lớn hơn. Cho nên, sư phụ mới nhắc nhở đồng tu, nên luôn luôn mặc niệm năm câu, bảo hộ từ trường mình cho trong sạch, đồng thời cũng ích lợi những chúng sinh khác. Vâng, tôi từng có sư phụ, vì sư phụ đó có ân với tôi cũng đã trọng thề trước thần thánh. Bây giờ tôi mới biết sự tối cao của Pháp Môn Quán Âm. Nếu như rời bỏ nơi đó, có bị thần thánh trừng phạt hay không? Sư phụ, nếu quý vị hoàn toàn hiểu biết được mục đích chính của sự tu hành và muốn tiến bộ bằng cách tu hành theo một pháp môn để được vĩnh viễn giải thoát, nhưng vị thầy của quý vị không thể dạy quý vị pháp môn ấy, lúc đó dĩ nhiên quý vị nên tìm vị thầy mới, có thể thực sự truyền pháp và dẫn dắt quý vị vào con đường đúng. Ngoài ra, bất cứ vị thầy của tôn giáo nào, nếu không thể dẫn chúng sinh giải thoát, chúng ta nên đi tìm vị thầy khác. Vị thầy chính thật phải có thể truyền pháp cho quý vị, mở trí huệ, để cho quý vị có thể thành đạo và trở về thiên quốc. Cũng ví như một chiếc thuyền, điểm quan trọng của nó là chở chúng ta đến bờ bên kia. Khi chúng ta đến được bờ bên kia thì không cần nó nữa. Không nên chấp chặt vào chiếc thuyền đó mà quên mất cái mục đích thật sự. Thí dụ nữa, chúng ta ra trường tiểu học rồi, thầy giáo trường tiểu học cần phải để chúng ta lên lớp học trung học.
Nếu như chúng ta vào học những trường có lớp cao hơn thì không nên cảm thấy bạc ơn với thầy của trường tiểu học mới đúng. Master Thanh Hải, vô thượng sư Kha Thị tại Formosa vào năm 1992.